Đông đã đến nên ngày hôm nay Gen Z muốn chia sẻ cùng mọi người một make up siêu đáng yêu, vừa xinh lung linh mà cũng vừa dưỡng da nữa. Các bạn có thể diện make up này vào mùa Giáng sinh sắp tới. Còn nếu không make up thì cũng không sao hết. Các bạn xinh đẹp nhất khi là chính mình. Xem video ủng hộ Gen Z thôi là được rồi. Có lẽ vài bạn đang thắc mắc tại sao tóc Gen Z ngắn thì là do tóc giả nha. Tóc thật của Gen Z vẫn còn dài lắm nè. Gen Z sẽ bắt đầu với da sạch. Bước đầu tiên, Gen Z dùng serum trà xanh của Innisfree có công dụng cung cấp độ ẩm cho da, giúp da trông bóng mịn và đàn hồi hơn. Để có make up bóng mịn và trong veo thì bước dưỡng da vô cùng quan trọng, nhất là vào mùa đông ở nhiều nơi thời tiết cũng chuyển qua lạnh và khô rồi nên bước dưỡng ẩm rất là cần thiết đó nha. Tiếp theo, Gen Z sử dụng kem Tone Up Crystal White của Melissa Kiss có công dụng dưỡng ẩm, nâng tone da tức thì và chỉ số chống nắng SPF 50+ và PA+. Đây là một sản phẩm mới đến từ Thái Lan, đang trong giai đoạn ra mắt thị trường nên khi mua sản phẩm này, chúng mình sẽ được tặng thêm miếng mút để thoa kem nữa. Vì có công dụng che khuyết điểm nhẹ và nâng tone da nên Gen Z có thể sử dụng thay kem nền, vừa hiệu quả mà vừa tốt hơn cho da trong thời gian dài. Vì chất kem mềm và mỏng nên bình thường nếu Gen Z có dùng tay để tán kem thì lớp nền vẫn mịn và đều, không bị bệt, nhìn trắng cũng rất tự nhiên nữa. Nếu bạn nào cần che phủ nhiều hơn thì hãy thoa hai lớp nhé. Vì em này có cả chống nắng nữa nên chúng mình dùng nhiều cũng không sao hết nha. Chống nắng càng nhiều thì càng tốt, miễn là các bạn nhớ tán kem đều lên những vùng xung quanh như cổ và vai để da trắng đều màu là được. Dù có không make up thì các bạn vẫn có thể sử dụng em này mỗi ngày thay cho bước dưỡng ẩm và chống nắng thì sẽ bớt được một lớp kem trên mặt, da của chúng mình sẽ dễ thở hơn đó. Bước tiếp theo, Gen Z sử dụng kem che khuyết điểm Tip Concealer của The Same để che quầng thâm mắt và làm sáng những điểm trên mặt như trán, sống mũi và cằm. Nếu các bạn có những khuyết điểm khác trên mặt như những vết thâm mụn nè thì hãy dùng concealer để che đi luôn nha. Gen Z rất thích kem che khuyết điểm này vì chất kem dễ tán, màu lên sáng và bám lâu, không bị xuống tone trong ngày. Em này cũng có màu đủ sáng dành cho da trắng nữa, đặc biệt là giá thành của em này rất dễ chịu, không hề quá mắc hay là quá khó mua nha. Gần đây, Gen Z rất thích bản đánh khối này của Lorac, rất phù hợp để dùng cho những make up tự nhiên, trong veo vì màu khối của nó không bị quá đậm hay bợt. Hơn nữa, bên cạnh đó, bản đánh khối này cũng có màu má hồng và màu highlight rất là cưng nữa. Gen Z dùng màu tối nhất để tạo khối xương quai hàm, dùng cọ phớt dọc theo phía dưới đường xương gò má về phía thái dương và tạo khối viền ngoài trán để khuôn mặt trông thon gọn hơn. Và sau đó, Gen Z dùng bản Sweet Peach Glow này của Too Faced và dùng màu nhũ sáng để highlight vùng trán, hai bên gò má, sống mũi, nhân trung và cằm. Nếu theo dõi Gen Z đã lâu thì có lẽ một số bạn cũng nhận ra là Gen Z đã xài bản này lâu lắm luôn rồi. Gen Z rất thích độ nhũ của nó, màu cam hồng rất xinh và nhũ cũng vừa phải tự nhiên nữa. Cùng với bản màu này, Gen Z sử dụng cây cọ nhỏ hơn và dùng phần nhũ tối phủ đều lên mí mắt, kéo về phần sống mũi và dọc theo sống mũi về phía cánh mũi. Cách tạo khối này sẽ giúp sống mũi nhìn cao và tự nhiên hơn. Và Gen Z dùng Glow Setter của Glam Glow để xịt khắp mặt, giúp tạo độ bóng cho lớp nền và giúp cho lớp nền bám lâu hơn. Hôm nay, Gen Z sử dụng chì kẻ chân mày Brow Wiz của Anastasia và dùng phần cọ để chải lông mày trước, sau đó dùng phần chì kẻ viền ngoài lông mày và tô phần bên trong. Với make up lần này, Gen Z sẽ mở hàng bản mắt mới tinh của Huda Beauty có tên là New Nude. Gen Z dùng màu cam nude để làm transition color cho make up lần này và tô đều lên toàn mí mắt. Lâu rồi Gen Z không mua mỹ phẩm của Huda Beauty, nhưng lần này Gen Z không thể từ chối bản mắt màu hồng siêu đáng yêu này được. Ai là fan của màu hồng giống Gen Z thì nhất định không thể bỏ qua sản phẩm này.
Tiếp theo, Lindsay sẽ chấm nhẹ màu nhũ tím lên khắp mí mắt để tạo độ sâu và kim tuyến cho màu mắt. Và mix hai màu này để viền dọc theo mí dưới. Lindsay sẽ dặm thêm một chút nhũ vàng lên khắp mí mắt để màu sắc hài hòa hơn. Và tô màu nhũ vàng này lên khóe mắt dưới để mắt trông lung linh nổi bật. Sau đó, Lindsay dùng phấn trắng của bản mắt này và tô dọc phía dưới chân mày để chân mày nổi bật hơn và dọn dẹp lại những phần phấn mắt tán chưa đều xung quanh mắt. Lindsay dùng kem nhũ mắt Stila màu Sea Siren và tô dọc theo phần giữa của mí mắt dưới để tạo thêm độ nhũ và phát sáng cho make up mùa Giáng sinh này. Cuối cùng, Lindsay sẽ dùng mascara của Nhật này để chuốt mi. Vì mi của Lindsay đã nối phần mi trên rồi nên Lindsay sẽ chỉ chuốt mi dưới mà thôi. Mọi người đã hỏi về địa điểm Lindsay nối mi khá nhiều nên Lindsay sẽ bật mí ở trong video sau nhé. Bây giờ thì make up mắt đã hoàn thiện. Lindsay dùng má hồng của Too Faced màu Candy Glow và đánh má hồng dọc theo hình vòng cung. Ophelia vừa ra mắt dòng son mới có tên là Matte Lipstick và màu yêu thích nhất của Lindsay đó là màu đỏ mận có tên Bewitched. Đây là một màu thể hiện rõ rệt cá tính của một cô nàng bọ cạp. Tuy là Lindsay không thích son thỏi bằng son kem, nhưng chất son của em này dùng rất là ok, màu lên đậm và rõ nét, chất son bám lâu và khi ăn uống ít bị trôi bớt màu. Để có không khí Giáng sinh hơn thì Lindsay sẽ mix màu này với một màu đỏ tươi có tên là The One. Môi bạn nào dễ bị khô giống Lindsay thì đừng quên dùng son dưỡng trước khi đánh son lì nha. Vậy là make up cho dịp Giáng sinh này đã xong. Vì nhiều bạn comment nói là thích nhìn Lindsay để tóc ngắn, mà Lindsay vẫn còn yêu tóc dài quá nên Lindsay đã đặt mua tóc giả trên Shopee để chiều lòng các bạn đây. Mọi người thấy Lindsay để tóc này thế nào? Để make up lâu trôi thì các bạn đừng quên xịt thêm make up cedar nhé. Lindsay chúc các mermaids của mình một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình và những người thân thương của mình. Cảm ơn mọi người vì đã xem video của Lindsay. Yêu thương thiệt nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye bye.